Ngô Kiến Huy sau 11 năm có con riêng với em gái ca sĩ Thanh Thảo, đại gia bất động sản, tình duyên kín tiếng. Ngô Kiến Huy và Thụy Anh từng có mối quan hệ tình ái tốn nhiều giấy mực của báo chí năm 2011. Hiện tại, sau ồn ào này, cuộc sống của Ngô Kiến Huy đã thay đổi ra sao? Ngô Kiến Huy tên thật là Lê Thành Dương, sinh ngày 29 tháng 6 năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh, thuộc cung Cự Giải. Anh từng theo học tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật khoa Thanh nhạc khóa 14. Huy được biết với vai trò ca sĩ có chất giọng nam cao với dòng nhạc pop, ballad và thành công sau khi trình bày các ca khúc như Giả Vờ Yêu, Mưa Sao Băng, Ngô Kiến Huy Là Tôi, Mỹ Tình và mới đây nhất là Truyền Thái Y. Ngoài ra anh còn được biết đến khi tham gia chương trình Răng Ninh Mang Mùa 1 và 2. Anh cũng tham gia các phim như Nàng Men Chàng Bóng, Siêu Nhân 30, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Yêu Đi Đừng Sợ. Huy từng đoạt giải cao nhất cuộc thi Vươn Tới Ngôi Sao của công ty Music Box và chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Huy là nghệ sĩ đầu tiên nhận được 6 giải Mai Vàng trong 5 năm liên tiếp 2018 đến 2022. Huy cũng từng đoạt nhiều giải thưởng như Triển Vọng Làng Sông Xanh, Top 5 Nam Ca Sĩ Đề Cử Mai Vàng, Top 5 Ca Sĩ Nam Dinh Music Award, giải Album Vàng của tháng. Hơn thế nữa, anh còn phá vỡ mọi kỷ lục về việc đoạt cúp của Ơn Dời Cậu Đây Rồi, từ năm 2014 đến nay. Anh còn đồng hành cùng với Victoria trong chương trình Bước Nhảy Hoàng Vũ 2013 và xuất sắc nhận được danh hiệu Ông Hoàng Khiêu Vũ. Trước khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, anh cũng từng là thành viên nhóm DND năm 16 tuổi và nhóm Sala thì mới ra mắt được 3 ngày thì tan rã. Ngô Kiến Huy, scandal yêu em gái Thanh Thảo và có con riêng. Không chỉ có tài năng âm nhạc, Ngô Kiến Huy còn sở hữu một ngoại hình đậm chất Hàn Quốc với khuôn mặt baby cùng chiếc răng khỉnh duyên dáng. Với ngoại hình như vậy nên chàng ca sĩ đã chiếm được rất nhiều lòng mến mộ của đông đảo tuổi teen vào thời điểm ấy. Đến nay, Ngô Kiến Huy đã không ngừng nỗ lực để trở thành một nghệ sĩ đa năng, bằng chứng là trên các lĩnh vực khác nhau như diễn viên, MC, người mẫu ảnh. Tuy được khán giả mến mộ là vậy nhưng Ngô Kiến Huy cũng có một vết xước rất lớn trong sự nghiệp. Cách đây hơn một thập kỷ, khi mới 23 tuổi, nam ca sĩ đã vướng vào lùm xùm bê bối khi có con với Thụy Anh, em của ca sĩ Thanh Thảo khi giữa hai người không tồn tại tình yêu. Nam MC cũng đã lên tiếng đính chính và xác nhận Minh Trí là con của anh. Kèm theo đó, nam MC cho biết rằng mối quan hệ giữa anh và Thụy Anh rất tốt đẹp nhưng cả hai không thể về chung một nhà được. Nói về thời điểm có con với em gái ca sĩ Thanh Thảo, Ngô Kiến Huy chia sẻ, đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời tôi, khi đó tôi bị hủy hợp đồng quảng cáo, mất show diễn, gần như không còn gì trong tay. Thời điểm đó, tôi tuyệt vọng vì không có thu nhập, không thể làm trụ cột kinh tế cho gia đình. Tôi đã phải đi bươn bê trà sữa, đóng vai quần chúng vì gặp scandal ngày đó. Mọi thứ bắt đầu vào ngày 1 tháng 4 năm 2012, một trang thông tin đăng tải bài phỏng vấn của Ngô Kiến Huy thừa nhận đứa trẻ Thanh Thảo liên tục khoe là con trai của mình. Cụ thể hơn, bé Dách Kim Minh Trí là con chung của Ngô Kiến Huy và Thụy Anh. Tin động trời dù nhanh chóng bị gỡ xuống nhưng cũng không kìm được tai mắt dư luận. Vài ngày sau, nam ca sĩ buộc phải lên tiếng trả lời câu hỏi liệu bé Dách Kỳ có phải con Ngô Kiến Huy và Thụy Anh hay không. Anh thẳng thắn cho biết, vâng, thời gian qua Huy chưa trả lời chính thức vì tôi chờ giấy xét nghiệm ADN. Giấy chứng nhận ADN Huy mới nhận được ngày 27 tháng 3 năm 2012. Chính tôi là người chủ động muốn làm xét nghiệm một cách chính thống, đúng là con Huy thì Huy sẽ chịu trách nhiệm. Huy biết gia đình chị Thụy Anh rất không hài lòng với việc Huy yêu cầu xét nghiệm ADN nhưng Huy thấy yêu cầu của mình rất chính đáng. Sự thật Huy và chị Thụy Anh đều hiểu chuyện này không xuất phát từ tình yêu. Chúng tôi chưa từng yêu nhau như bài báo kia nhưng Huy không muốn nói nhiều hơn. Sự thật dù có thế nào đi chăng nữa thì Huy cũng nhận hết lỗi về phần mình bởi lẽ Huy là đàn ông, giọng ca Truyền Thái Y bộc bạch. Anh cũng nhấn mạnh không muốn đem đứa bé vô tội ra làm mồi tạo scandal, gây chú ý. Về phía Thụy Anh, cô bị sốc nặng và khóc lóc dẫn đến chuyện phải nhập viện truyền nước biển. Trước tình cảnh của em gái, Thanh Thảo ẩn ý. Đúng là giang sơn dễ đổi bản chất khó dời. Bao lâu nay giấu giếm, đến lúc cháy nhà phải lòi mặt chuột lại chơi trò rất bẩn. Còn người này trời đất cũng không tha đâu. Theo mọi người thì có nên tiếp tục im lặng hay cho cả thế giới biết rõ bộ mặt thật của nó? Ngay lập tức,
Búp bê Thanh Thảo lên báo công khai chuyện ekip Ngô Kiến Huy nhắn tin buộc em gái mình làm chuyện tàn nhẫn với đứa trẻ. Đồng thời tung ra ngoài thông tin cô cố tình gậy bẫy để níu Ngô Kiến Huy vì lý do công việc. Đến khi Jackie tròn 1 tuổi, Thanh Thảo khẳng định vẫn chưa nhận được bất kỳ sự quan tâm nào từ Ngô Kiến Huy và gia đình. Qua nhiều ồn ào và thăng trầm, Thủy Anh giờ đã kết hôn với một Việt Kiều sống ở Mỹ. Cô hiện có con gái, công việc kinh doanh cũng thuận lợi. Còn bé Jackie sau khi được Thanh Thảo nhận nuôi này đã lên 9 tuổi. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống cậu bé. Dù còn nhỏ nhưng Jackie đã được nhận xét hiểu chuyện, thông minh. Cậu biết làm việc nhà, phụ mẹ chăm sóc em nhỏ và chu toàn việc học. Đối với Ngô Kiến Huy mà nói, đây được xem là scandal lớn nhất sự nghiệp của anh. Đã có lúc nam ca sĩ đối mặt với sự ghẻ lạnh của khán giả, tưởng chừng như không thể hoạt động tiếp trong làng giải trí. Đáng nói, ngoài lần thừa nhận có con ra, Ngô Kiến Huy hầu như không đề cập đến vấn đề này. Anh giữ thái độ im lặng cũng như chưa từng gặp bé Jackie suốt 9 năm ròng. Động thái của anh khiến dân tình không khỏi thắc mắc, đặt câu hỏi. Ngô Kiến Huy, tình yêu nhiều tiếc nuối với Khổng Tú Quỳnh và cuộc sống hiện tại giàu sang. Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh bên nhau sau khi cùng đóng chung phim Thiên Sứ 99 vào năm 2010. Cặp đôi đã cùng nhau trải qua 8 năm thanh xuân và từng được xem là cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz Việt. Kể cả khi Ngô Kiến Huy vướng vào nghi vấn có con riêng thì lúc này Khổng Tú Quỳnh vẫn luôn sát cánh cùng anh đối mặt và vượt qua giai đoạn đầy sóng gió. Tuy nhiên, giữa năm 2018, có nhiều dấu hiệu cho thấy cặp đôi đã đường ai nấy đi. Khi không còn mặn nồng xuất hiện cùng nhau nữa, càng rõ ràng hơn khi Khổng Tú Quỳnh có những status dòng trạng thái và trả lời phỏng vấn ám chỉ chuyện chia tay của hai người. Dù câu chuyện giữa họ đã kết thúc nhưng để lại một nỗi hụt hẫng lớn, tiếc nuối lớn cho rất nhiều người hâm mộ. Sau khi chia tay Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy tập trung vào công việc và trở thành một phú ông giàu sang ở showbiz Việt. Nhiều đồng nghiệp từng tiết lộ về việc nam ca sĩ tuổi thìn là đại gia bất động sản. Khả Như từng cho biết chàng bắp sở hữu nhiều ngôi nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí mỗi quận có 2 căn nhà. Trong đó, Hot Girl Sam cũng từng khẳng định Ngô Kiến Huy sở hữu khối tài sản kếch xù. Dạo này ông anh em giàu lắm, đang ăn nên làm ra, lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác nhau như nhà khoa, công ty du lịch, quán cà phê và đặc biệt là sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều tỉnh lân cận. Ngoài mua bất động sản, Ngô Kiến Huy còn có sở thích sắm xe sang và sở hữu nhiều bộ sưu tập hàng hiệu hoành tráng. Ở tuổi 34, thành công và giàu sang là vẻ nhân đời tư Ngô Kiến Huy cực kỳ kính tiếng. Anh chỉ muốn khán giả nhớ đến mình qua những đóng góp trong nghề. Khoảng năm 2019 đến 2020, Ngô Kiến Huy và Sam liên tục xuất hiện cùng nhau trong các chương trình truyền hình với vai trò MC. Cả hai hay có những màn đối đáp thú vị, kèm theo nhiều hành động tương tác không e dè khiến các fan liên tục đẩy thuyền. Thêm vào đó, cư dân mạng từng phát hiện Sam và Ngô Kiến Huy đều đeo trên tay trái một chuỗi ngọc có kích thước và màu sắc giống hệt nhau. Nhiều người cho rằng họ đang bí mật hẹn hò và đây là cách để chứng minh tình cảm. Ngô Kiến Huy và Sam là cặp MC vô cùng ăn ý trong nhiều chương trình truyền hình nên rất nhiều fan mong muốn họ đến với nhau. Tuy nhiên, Sam và Ngô Kiến Huy thực chất chỉ là những người bạn thân thiết, gắn bó với nhau 10 năm từ khi mới bước chân vào showbiz, đóng chung nhiều MV và phim. Sam có đời tư rất kín tiếng, đến giờ vẫn chưa chính thức công khai hẹn hò ai. Sau Sam, Ngô Kiến Huy tiếp tục vướng tin đồn hẹn hò với hot girl của nhóm hài PTV, Ribi Sachi. Cụ thể, nhiều fan phát hiện ra cặp đôi thường xuyên check-in cùng một địa điểm, dùng ốc điện thoại đôi và cả đi du lịch Nhật Bản cùng lúc. Thêm vào đó, bạn bè của họ không ít lần được cho là đang chia sẻ ẩn ý về mối quan hệ này trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mặc kệ loạt nghi vấn hẹn hò khiến khán giả tò mò, những người trong cuộc vẫn giữ im lặng và mọi việc dần lắng xuống. Đến nay, Ribi Sachi vẫn chưa chia sẻ về việc có người yêu với truyền thông. Vào dịp Tết Tân Sửu 2021, nghi vấn hẹn hò giữa Ngô Kiến Huy và hot girl Uyên Andy bất ngờ râm ran mạng xã hội. Được biết, Uyên Andy tên thật là Nguyễn Thu Uyên, sinh năm 1997, đang là chủ của hai cửa hàng thời trang cùng một tiệm nail tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ có nhan sắc nổi bật, chiều cao lý tưởng và vóc dáng quyến rũ, 9X này còn từng tốt nghiệp Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh với bảng điểm khá.
diện mạo thu hút không kém cạnh bất kỳ người đẹp nào trong showbiz của Uyên Andy. Không chỉ selfie với cùng một chú mèo cưng tại nhà, cả hai còn bị phát hiện đi du lịch chung nhiều nơi. Không lâu sau đó, Uyên Andy chính thức đính chính về tin đồn này trên trang cá nhân. Sáng đầu năm mở mắt sảng hồn, có ông anh thân thiết khổ thân thật sự. Đi kèm tuyên bố trên, Uyên Andy tác cả Ngô Kiến Huy vào bài đăng của mình. Phía dưới phần bình luận, nam ca sĩ để lại vỏn vẹn ba chữ: rớt nước mắt. Điều này khiến nhiều người cảm thấy hụt hẫng khi biết cặp đôi trai tài gái sắc chỉ là anh em thân thiết.